Năm 2024 được nhận định vẫn khó khăn đối với ngành bất động sản. Tuy nhiên, việc các bộ luật về đất đai sớm có hiệu lực sẽ giải quyết tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý của các dự án. Đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi, cùng với đó là các quy định rõ ràng, minh bạch hơn về quy định pháp lý so với trước đây. Điều này sẽ giúp thị trường bất động sản sớm ổn định và tạo ra môi trường thuận lợi mới cho nhà đầu tư. Các chuyên gia cho rằng, thị trường năm 2024 sẽ thanh lọc những chủ đầu tư có tài chính kém, thay vào đó là những công ty có tài chính, sản phẩm tốt với pháp lý hoàn chỉnh. Khi luật đất đai 2024 có hiệu lực, các dự án bất động sản mới buộc phải hoàn thành xây dựng theo đúng quy hoạch, thiết kế mới được bán hoặc thuê, giúp thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững hơn.